Thay vì mỗi tháng chúng ta phải đến gặp bác sĩ một lần thì chúng ta có thể kéo dài đến 2 hoặc 3 tháng đến gặp bác sĩ, hoặc trong thời gian bạn đi công tác bận rộn, ví dụ như đi nước ngoài, thì chúng ta có thể kéo dài thời gian tới 6 tháng mới phải tái khám một lần. Xin chào tất cả các bạn, mình là bác sĩ Duyên đến từ hệ thống nha khoa Hoàng Dung Bắc Ninh. Như các bạn đã biết, công nghệ hiện đại niềng răng ngày nay đã cho chúng ta có rất nhiều lựa chọn. Một trong những phương pháp niềng răng đó chính là máng trong suốt. Hôm nay tôi sẽ liệt kê cho các bạn thấy một số ưu điểm của máng trong suốt. Đây là cái phương pháp của công nghệ 4.0, vì thế là khi dịch chuyển răng, các bác sĩ đã phải lên kế hoạch rất chi tiết và cụ thể. Vì thế chúng ta có thể biết trước được cái kết quả điều trị của mình. Thứ hai, nó rất là thẩm mỹ. Vì nó là máng trong suốt cho nên là hầu như sẽ không bị lộ, hoặc phải quan sát rất kỹ chúng ta mới thấy được là mình đang đeo máng hay là người đối diện mình đang đeo máng. Thứ ba, vì là khay nhựa cho nên là sẽ rất thoải mái khi đeo, và cái máng này nó sẽ ôm hoàn toàn khít sát vào hàm răng của bạn. Bạn có thể tháo ra dễ dàng. Ưu điểm nữa là trong quá trình ăn uống bạn có thể thoải mái ăn uống. Ngoài thời gian đeo phải đảm bảo 22 tiếng trong một ngày thì thời gian còn lại là bạn có thể tháo máng ra và ăn mọi thứ mình mong muốn. Một lợi ích tiếp theo nữa của máng trong suốt là máng có thể sản xuất hàng loạt, vì thế bạn có thể tái khám ít hơn so với mắc cài truyền thống. Thay vì mỗi tháng chúng ta phải đến gặp bác sĩ một lần thì chúng ta có thể kéo dài đến 2 hoặc 3 tháng đến gặp bác sĩ, hoặc trong thời gian bạn đi công tác bận rộn, ví dụ như đi nước ngoài, thì chúng ta có thể kéo dài thời gian tới 6 tháng mới phải tái khám một lần. Bạn chỉ cần đảm bảo là đeo khay đúng theo quy định là được. Một ưu điểm nữa mà dễ dàng nhận thấy đó là thời gian bạn nằm trên ghế răng rất ít. So với mắc cài truyền thống thì khi bạn đeo khay trong suốt, bạn chỉ cần nằm trên ghế răng khoảng 5 đến 10 phút để bác sĩ kiểm tra lại xem là bạn cái khay bạn đeo có khít không, có vấn đề gì không, và nó răng dịch chuyển có theo đúng cái mong muốn của mình không. Một ưu điểm nữa đó là cái máng trong suốt thì có thể dễ dàng vệ sinh, dễ dàng tháo ra lắp vào trong quá trình đeo. Tôi đã điểm qua một số ưu điểm của cái máng trong suốt rồi, hy vọng các bạn sẽ có sự lựa chọn tốt nhất cho chính mình. Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Duyên đến từ hệ thống nha khoa Hoàng Dung Bắc Ninh.